Xin chào các bạn, mời là Sarah, mời yêu thích Việt Nam. Nên mình học tiếng Việt. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, không, một, tăng, hai. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, không, một, tăng, hai. Cảm ơn các bạn.